Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời bạn lắng nghe quyển sách Tôn giáo tâm linh thuộc series Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. Tác giả Tony Hưng, đơn vị ủy thác bản quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ văn hóa Việt Thư. Giọng đọc Tấn Khoa. Lời đồn về người cung nữ không có mặt. Nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, trong suốt 600 năm, Tử Cấm Thành là hoàng cung từ Triều Minh cho tới cuối nhà Thanh. Ngoài hoàng tộc, đây còn là nơi sinh sống của hàng chục ngàn phi tần, người hầu qua các đời vua. Do mâu thuẫn tranh giành quyền lợi nên nhiều vụ hãm hại đẫm máu đã xảy ra bên trong Tử Cấm Thành. Bởi thế, khu thành bí ẩn này không tránh khỏi việc bị đồn có ma. Một quân nhân làm việc trong thành kể lại, vào buổi chiều tháng 10 năm 1995, nhóm tuần tra của anh đã gặp một người phụ nữ tóc dài, mặc áo choàng đen trong hoàng cung. Nghĩ là trộm, nhóm đã đuổi theo và dồn cô ta vào góc phòng bị khóa. Khi yêu cầu cô gái này quay mặt lại, họ đã bị sốc đến mức làm rơi cả đèn pin, khi người hiện ra trước mặt họ không hề có mặt mà chỉ có tóc đen phủ quanh. Năm 1992, sau một tiếng sét trong cơn mưa, bức tường đỏ ở cố cung bất chợt hiện lên hình ảnh của cung nữ đi ngang qua. Nhiều du khách đã nhanh tay chụp lại hình này, càng củng cố thêm lời đồn ma quái. Những lời đồn về các hồn ma vẫn không dừng lại. Chuyện xảy ra chủ yếu với người canh cổng. Vào ban đêm, khi đang làm nhiệm vụ, họ thường nghe thấy tiếng nhạc từ đâu đó quanh cung điện, và sau đó xuất hiện một số nhóm hầu gái cũng như thái giám đi ngang qua. Vương phủ của Hòa Thân, Bắc Kinh, Trung Quốc. Bóng ma áo trắng của người vợ chết yểu. Ngoài Tử Cấm Thành, cung vương phủ của Hòa Thân rất bề thế và hoành tráng. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bị ma ám ở Bắc Kinh. Khu di tích nằm tại phố Liễu Ấm, quận Tây Thành, Trung Quốc. Hòa Thân cũng có một hậu cung đông đúc với hơn 80 thê thiếp. Trong phủ có một nơi được xây dựng kỳ công mà Hòa Thân dành riêng cho một người thiếp, tên là Phùng Thị, mà ông ta rất yêu chiều. Sau khi con trai Phùng Thị chết khi còn nhỏ, bà đau buồn sinh bệnh rồi sớm qua đời. Từ đó, dân gian bắt đầu đồn đại rằng cung vương phủ cũng bị hồn ma Phùng Thị ám. Buổi đêm, người trong phủ thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Thậm chí, có người còn khẳng định họ từng nhìn thấy bóng phụ nữ mặc áo trắng lướt đi trong vườn. Thư viện của Ngô Tam Quế, Trung Quốc. Linh hồn ái thiếp bị thất sủng. Tùng Pha Đồ Thư Quán nằm ở ngõ Thạch Hổ số 7, quận Tây Thành. Nơi này từng được tướng Ngô Tam Quế lưu lại. Ông này vốn là quan võ dưới Triều Minh, sau đó đi theo quân Thanh lập triều đình mới. Quế có một ái thiếp tên là Trần Viên Viên. Sau khi có được địa vị cao dưới Triều Thanh, ông dần dần quên lãng người thiếp này, khiến Trần Viên Viên uất ức, treo cổ tự vẫn. Kể từ đây, người ta đồn đại rằng linh hồn cô gái trẻ đã ám cả con ngõ nhỏ Thạch Hổ và dinh cơ Tùng Pha, khiến người dân lẫn khách du lịch đều sợ hãi. Hội quán Hồ Quảng, Trung Quốc. Ném đá vào vườn sẽ nghe thấy tiếng chửi. Hồ Quảng hội quán bị đồn có ma ám bởi nó được xây dựng trên một mảnh đất trước đây từng là nghĩa địa. Hội quán được xây dựng dành cho người vô gia cư đến ở, ngày nay trở thành điểm đến thường xuyên cho những ai yêu kinh kịch. Công trình nằm ven cầu Hổ Phường, quận Tuyên Vũ. Người ta đồn rằng khi đi qua đây, thử ném một hòn đá vào trong vườn,
chắc chắn sẽ có tiếng chửi vang lên, dù bên trong không có người. Người dân Bắc Kinh còn truyền tai nhau những điểm rùng rợn khác như nhà thờ Triều Nội, nơi thường nghe thấy tiếng hét vang vọng dọc hành lang vào buổi đêm, sau khi vợ của một viên chức từng sống ở đây mất trí và tự tử. Hay mộ của Viên Sùng Hoáng, một vị tướng tài giỏi và trung thành với nhà Minh, nhưng bị hãm hại, xử tội lăng trì. Chú thích: nạn nhân sẽ bị xẻo hàng ngàn miếng thịt trên người, chịu đau đớn cực hạn trước khi cái chết ập đến. Hết chú thích. Sau khi ông chết oan uổng, người ta cho rằng luôn có linh hồn chủ nhân vương vấn xung quanh khu mộ ở số 52 phố Hoa Thị, Sùng Văn Môn, quận Đông Thành. Hết phần 1. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Hồn ma thiếu nữ ám ảnh ga tàu ở Australia. Ga tàu Macquarie Fields, thành phố Sydney, nổi tiếng trên các diễn đàn bàn luận về những điểm đến ma ám. Nhiều người tin rằng có hồn ma của một thiếu nữ dưới 20 tuổi luôn lẩn vẩn tại Macquarie Fields sau mỗi chuyến tàu cuối cùng rời ga hàng ngày lúc 0 giờ 30 sáng. Nhiều người nói đã gặp cô gái trong bộ dạng đáng sợ đó. Có người còn thấy cô ngồi giữa đường ray và khóc. Theo Sydney Spirit Stalkers, những người khám phá các điều huyền bí, tiếng rên rỉ của hồn ma xuất hiện khi ga tàu gần như không còn một bóng người. Một nhân chứng từng kể lại, người này thấy cô gái mặc đồ khiêu vũ, máu me đầy trên ngực. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về việc hồn ma quấy nhiễu người ở ga tàu, và tất cả chỉ là đồn đoán. Ở Australia, danh sách địa điểm ma ám còn rất nhiều, như hồn ma Emily Bollett ở đường hầm Redbank Range, hồn ma Sarah Marshall chuyên quấy rối đàn ông trẻ tuổi ở Benrith, trung tâm nghệ thuật Fremantle ở phía tây Australia được cho là một trong những điểm đến ám ảnh nhất Nam bán cầu, viện phim và âm thanh quốc gia ở Canberra, nơi trước kia từng là viện giải phẫu Australia chuyên bảo quản các bộ phận cơ thể người. Những bóng ma trong Nhà Trắng. Giống nhiều địa danh khác, Nhà Trắng cũng có những huyền thoại riêng của mình. Nơi đây không chỉ được biết đến là nơi ở của Tổng thống Mỹ, mà còn là địa danh của nhiều hồn ma nổi tiếng nhất nước. Abigail Adams, vợ của John Adams, Tổng thống thứ hai, là đệ nhất phu nhân thường tự giặt ủi đồ của mình và treo nó tại phòng phía đông. Tổng thống thứ 27 William Howard Taft cho biết từng giật mình khi thấy hồn ma của bà lướt qua một cánh cửa trên tầng 2. Các thành viên nội các thậm chí còn ngửi thấy mùi xà phòng hoa oải hương yêu thích của đệ nhất phu nhân. Adams cũng được biết đến là hồn ma lâu đời nhất ám ở nơi này. Những thợ làm vườn đã rất sợ hãi và từ chối yêu cầu thiết kế lại vườn hồng của đệ nhất phu nhân Ellen Wilson, vợ đầu của Woodrow Wilson, Tổng thống thứ 28. Khu vườn này được đệ nhất phu nhân Dolly Madison, vợ của Tổng thống thứ 4, James Madison, tạo, và hồn ma của bà đã hiện lên một cách giận dữ, ngăn cản những người làm vườn phá hủy công trình của mình. Qua nhiều năm, các nhân viên Nhà Trắng vẫn ngửi thấy mùi hoa hồng từ một nhân vật vô hình trong các căn phòng. Họ tin rằng Dolly vẫn lẩn khuất đâu đó để bảo vệ vườn hồng của mình. Lincoln, Tổng thống thứ 16, là bóng ma được nhìn thấy nhiều nhất ở Nhà Trắng. Vợ Tổng thống Calvin Coolidge là người đầu tiên gặp ông vào những năm 1920. Sau đó, nhiều đệ nhất phu nhân khác cũng có cơ hội được diện kiến hồn ma huyền thoại này, gồm Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy và Lady Bird Johnson, theo Travel Channel. Vợ chồng Maureen Regan, con gái và con rể của Tổng thống thứ 40 của Mỹ, Ronald Reagan, cho biết họ đã hơn một lần nhìn thấy hồn ma của Tổng thống Lincoln khi qua đêm tại Nhà Trắng. Chồng của Maureen Reagan kể rằng có một lần tỉnh dậy giữa đêm, anh đã nhìn thấy hồn ma của Lincoln đứng ngoài cửa sổ.
Anh thậm chí còn nhìn thấy bãi cỏ phía ngoài xuyên qua cơ thể của cố tổng thống. Thủ tướng Anh Winston Churchill trong một lần nghỉ qua đêm ở Nhà Trắng kể rằng đã nhìn thấy Tổng thống Lincoln xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln từng tổ chức một buổi triệu hồi linh hồn sau khi cậu con trai 11 tuổi Willie chết. Sau đó, Mary nói rằng hồn ma của Willie đã đến thăm bà tại phòng ngủ. Nhiều nhân viên trong Nhà Trắng cũng chia sẻ, sau cuộc triệu hồi linh hồn của mẹ, Willie bé nhỏ dường như không còn chịu yên nghỉ. Họ thừa nhận từng chạy xuyên qua người cậu vài lần vào những năm 1870. Con gái của Lyndon B. Johnson, tổng thống thứ 36, là Linda, cũng cho biết từng gặp linh hồn của Willie tại căn phòng nơi cậu qua đời. Căn phòng này sau đó được Linda sử dụng. Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln cũng cho biết bà từng nghe thấy tiếng quát mắng và chửi thề gay gắt của Andrew Jackson, tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, trong căn phòng ông từng sử dụng. Đệ nhất phu nhân Lincoln đang giữ kỷ lục cho việc nhìn thấy các hồn ma trong Nhà Trắng. Bà tiết lộ từng nghe tổng thống Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3, chơi vĩ cầm trong phòng bầu dục. Du khách khi tới Nhà Trắng tham quan cũng cho biết từng nghe thấy tiếng huýt sáo của tổng thống nổi tiếng này. Sau lễ nhậm chức vào năm 1945, tổng thống Harry Truman, tổng thống thứ 33, đã viết thư cho vợ và nói về những bóng ma quanh đây. Anh ngồi trong căn nhà cũ này và lắng nghe tiếng bước chân đi lại của những bóng ma ngoài hành lang. Hai vợ chồng tổng thống từng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Frances Cleveland, đệ nhất phu nhân duy nhất của nước Mỹ sinh con trong Nhà Trắng. Frances là vợ của Grover Cleveland, tổng thống thứ 22 và 24. Tổng thống Grover đã tại nhiệm ở vị trí này trong hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Con gái Jenna của tổng thống George Bush, tổng thống thứ 43, nói trên talk show của Jay Leno rằng: "Tôi đang ngủ thì một hồn ma đứng ở lò sưởi trong phòng tôi, rồi tôi nghe thấy âm nhạc của những năm 1920 đột ngột phát ra." Một tuần sau đó, cô và người chị em sinh đôi ngủ thiếp trong chính căn phòng này và bị thứ âm nhạc như opera được phát ra từ lò sưởi đánh thức. Năm sự kiện trùng hợp kỳ lạ nhất trong lịch sử đến nay vẫn khiến nhiều người thắc mắc. 1. Cải trang thành tàu giả và bắn trúng tàu thật. Buổi đầu chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Hải quân Anh đã thay đổi một con tàu tuần dương thành tàu chiến tạm thời. Tên thật của nó là RMS Kamania. Hy vọng rằng con tàu không bị phát hiện, họ ngụy trang nó thành một con tàu hành khách của Đức, lấy tên giả SMS Cap Trafalgar. Kế hoạch thành công. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1914, tàu Kamania phục kích và đánh chìm một con tàu Đức ở bờ biển Brazil. Trùng hợp thay, con tàu mà Kamania của người Anh đánh chìm lại chính là tàu SMS Cap Trafalgar thật. Và lúc ấy, nó đang được Hải quân Đức cải trang thành tàu Anh RMS Kamania. 2. Violet Jessop, nữ thần đắm tàu hay quý cô không thể chìm nổi. Violet Jessop là một nữ tiếp viên và y tá người Argentina. Cô nổi tiếng nhờ đã sống sót sau vụ chìm tàu thảm khốc của RMS Titanic khi nó đâm phải băng trôi. Tàu HMS Britannic khi nó trúng phải đạn và tàu RMS Olympic khi nó đâm phải tàu HMS Hawk. Vậy có phải cô là người bị nữ thần xui xẻo nguyền rủa hay thực chất là được thần may mắn ban phước vì sống sót cả ba vụ chìm tàu thảm khốc nhất lịch sử? 3. Hugh Williams, cái tên bị thần chết ghét bỏ. Năm 1660, một con tàu chìm ở eo biển Dover. Thủy thủ duy nhất sống sót là Hugh Williams. Năm 1767, một con tàu khác lại chìm ở eo biển Dover. Thủy thủ duy nhất sống sót cũng có tên Hugh Williams. Tới năm 1820, tiếp tục lại có một con tàu bị lật ở sông Thames. Và lạ thay, người duy nhất sống sót
cũng có tên Hugh Williams. Tới đây, có lẽ những bậc phụ huynh nào có con muốn theo hàng hải nên cân nhắc dùng cái tên này. 4. Anh em sinh đôi đồng sinh cộng tử. Năm 2002, một người đàn ông 70 tuổi bị một chiếc xe tải tông chết trong lúc đang đạp xe đạp trên đường cao tốc, cách 600 km so với Helsinki, Phần Lan. Cách đó 2 tiếng và khoảng 1,5 km so với địa điểm trên, nhưng cùng một con đường. Một người đàn ông 70 tuổi khác cũng bị một chiếc xe tải tông chết trong lúc đang đạp xe trên đường cao tốc. Đáng buồn khi hai người đàn ông này là anh em sinh đôi. 5. Thần chết ngủ quên. Giáo hội nhà thờ rửa tội Westside ở Beatrice, Nebraska luôn tổ chức hát hợp xướng thứ tư hàng tuần, đúng 7 giờ 20 phút tối. Vào thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 1950, lúc 7 giờ 27 phút tối, nhà thờ nổ tung vì rò rỉ khí ga. Đáng nói thay, không có bất cứ ai bị thương vì tất cả 15 thành viên lẫn người chỉ đạo dàn hợp xướng đều đến muộn ngày hôm ấy. Phá án mạng của chính mình nhờ ký ức từ kiếp trước. Bác sĩ Eli Lach, nổi tiếng với cống hiến y học của mình tại dải Gaza, là thành viên của một tổ chức thuộc chính phủ Israel. Ông đặc biệt chú ý về một cậu bé 3 tuổi sống ở gần biên giới Syria với Israel. Cậu bé khẳng định rằng mình đã bị một cây rìu giết chết ở kiếp trước. Cậu cho những người sống trong ngôi làng xem nơi xác mình bị chôn cất, nơi hung khí bị giấu, và thậm chí tố cáo kẻ phạm tội. Một cái xác với vết thương đầu được tìm thấy ở vị trí cậu bé nói. Người ta cũng tìm thấy hung khí gây án là rìu, và tên sát nhân đã phải nhận tội. Tình duyên vượt kiếp. Semi Tutmus sinh ra ở một ngôi làng tại Sakonak, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi bắt đầu biết nói, anh kể với mọi người tên thật của mình là Selim Fesli. Mẹ anh đã có một giấc mơ trong lúc bà mang thai. Một trong hai người đàn ông tên là Selim Fesli, và người còn lại có gương mặt đầy máu. Người đàn ông với cái tên Selim Fesli đã chết trên một cánh đồng khu vực lân cận vào năm 1958. Anh bị bắn vào mặt và tay phải. Tutmus cũng sinh ra với một dấu sẹo ở tay phải. Khi lên 4 tuổi, Tutmus tới căn nhà cũ ở Fesli, gõ cửa và nói chuyện với người quá phụ sống trong nhà. Tôi là Selim, em là vợ của tôi, Katip. Anh nhớ rất nhiều chi tiết về cuộc sống của họ và tên con cái họ, thậm chí cả người đã bắn chết mình. Vụ việc sau đó được bác sĩ Ian Stevenson ở Đại học Virginia nghiên cứu. Hỏa hoạn ở Chicago. Cậu bé Luck được 2 tuổi thì bắt đầu tập nói và bảo với bố mẹ mình. Gia đình họ sống ở Cincinnati, Ohio, Mỹ, về kiếp trước của mình. Cậu bé kể lúc đó mình là một người phụ nữ tên Pam, da đen, và chết trong một tòa nhà bị cháy ở Chicago sau khi cố thoát ra bằng cách nhảy khỏi cửa sổ. Sau khi điều tra, người ta thấy đúng là có một người phụ nữ tên Pamela Robinson chết năm 1993 ở khách sạn Paston, Chicago vì rơi xuống từ tòa nhà đang cháy. Mẹ của Luck in ra tấm ảnh của một số người phụ nữ da đen, trong đó có Pamela. Luck chỉ ngay vào tấm ảnh đó và nói đấy là mình. Biên kịch của Cuốn theo chiều gió đầu thai ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Một cậu bé tên Lee khăng khăng rằng tên đệm của mình là Cole và cậu sinh ra vào ngày 26 tháng 6, mặc dù không phải. Cậu bé kể mình từng sống ở Hollywood và có một đứa con gái tên Jennifer, công việc là biên kịch phim và qua đời lúc 48 tuổi. Gia đình cậu bé liệt kê ra một số bộ phim, hỏi cậu bé đã biên kịch bộ nào và Lee có phản ứng tích cực khi phim Cuốn theo chiều gió được nhắc tới. Khi đối chiếu, người ta nhận ra Sidney Cole Howard, biên kịch phim Cuốn theo chiều gió, qua đời ở tuổi 48. Ông thực sự có một đứa con gái tên Jennifer. Tử sĩ từ thời Thế chiến lần thứ nhất. Sau khi có các dấu hiệu mắc chứng bệnh sợ màu xám, sợ mưa, cậu bé 4 tuổi Edward Austrian
thường bị đau ở cổ. Mỗi lần cơn đau xuất hiện, cậu bé nói đó là bởi vết đạn bắn. Mẹ cậu bé thắc mắc và Edward trả lời rằng mình từng ở nhiều chiến hào vào thời Thế chiến thứ nhất. Cậu bé đã kể lại một câu chuyện chi tiết về cuộc đời mình và cậu chết do bị bắn vào cổ. Các bác sĩ không thể tìm thấy nguyên nhân nào gây ra cơn đau ở cổ của Edward. Họ còn lấy amidan của cậu bé ra để phòng trừ. Tuy vậy, cổ cậu bé xuất hiện một cái nang kỳ lạ mà không ai biết làm sao để chữa. Sau khi người ta khuyến khích cậu bé nhớ thêm và kể về kiếp trước của mình, cái nang biến mất. Không ai trong số các bác sĩ có thể giải thích được chuyện này. Hết phần 2. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.